Gia đình của chúng con nên trong cánh tay toàn năng của Chúa. Ngài xin Chúa nhìn sai thiên sứ gìn giữ và bảo vệ chúng con từ đầu đến chân. Xin Chúa dạy Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con và dạy cho chúng con những suy nghĩ là nói việc làm tất cả theo ý muốn của Chúa, không phải riêng muốn của chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa. Ngày mới xin Chúa ban sức mới cho chúng con. Ngài xin Chúa cũng gìn giữ chúng con mọi điều. Cảm ơn Chúa. Ngài con xin hiệp lòng với nhau cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus. Amen. Cảm ơn Chúa. Vậy mình hát cái bài hát mỗi buổi sáng thì lại mới luôn với Tám Em hát đi, mình đi Hát mất hết hết đi, đi chỉ ngon lường. một người hát thôi, hát theo một người thôi, tắt mất hết mới được. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, cho ai kêu cầu danh Chúa. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, cho ai kêu cầu danh Ngài. Sự thành tín Chúa lớn lắm thay, cho ai khấn nguyện thiết tha kêu cầu. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, cho ai kêu cầu danh Chúa. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, cho ai kêu cầu danh Ngài. Sự thành tín Chúa lớn lắm thay, cho ai khấn nguyện mỗi buổi sáng tươi vui. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Thì tiếp tục chương trình, con xin đọc học trong châm ngôn. Chúng ta cùng học trong châm ngôn đoạn 13 ấy 12. Cảm ơn Chúa. Dạ, bữa nay đoạn 12 này có được bữa nay 13 hay gì mà không? Hay mà. Dạ 12 này. Dạ có được 28 câu. Nói 12. Dạ con chia ra một người 4 câu là nó vừa đủ. Dạ con xin ghi rồi. Chú Thiện câu 1 đến câu 4. Cô Bảy Gõ từ câu 5 đến câu 8. Chú Tám Tuấn từ câu 9 đến câu 12. Cô Tám Lệ từ câu 13 đến câu 16. Hồi nãy ai có mặt con ghi gì cô Lan từ câu 17 đến 20. Cô Năm Phó từ câu 21 đến 24. Cô Lan Đầm Dơi từ câu 25 đến câu 28. Dạ hết ạ. Dạ con mời chú Thiện. Chú nhỏ mít kìa chú ơi. Mọi người lưu ý tôi xin đọc trước châm ngôn đoạn 12 từ câu 1 đến câu 4. Ai ưa điều sửa phạt, ưa sự tri thức, nhưng kẻ ghét sự quở trách là gây dại. Người lành được ơn của Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người oan ác. Loài người chẳng phải vì hung ác mà được lập vững bền, song dễ người công bình chẳng bị lay động. Người đàn bà nhân đức là mão trì thiên cho chồng nàng, còn vợ là xấu hổ khác nào sự mục trong xương cốt người. Amen. Rồi, chúng nó. Đưa dẫn. Con mời cô Bảy Gõ. Xin đọc Xin ngon đọc 12 từ câu 4. Từ câu 5. Tư tưởng người phải chỉ là công bình, xong mưu luận kẻ ác đều là giả dối. Các lời kẻ hung ác trình rập làm đổ viết ra,
xong miệng người ngay thẳng, giải cứu người khỏi. Đánh đổ kẻ hung ác thì họ chẳng còn nữa, nhưng người công bình còn đứng vững. Người ta được khen ngợi tùy theo sự khôn sáng mình, còn kẻ có lòng tà dại sẽ bị khinh dễ. Nhà thà một hết à. Dạ tiếp tục ngoài chú tâm tôi xin tiếp tục học. Ta học người ở bậc hèn hạ và có coi tớ còn hơn là kẻ tự tôn mà lại thiếu ăn. Người không bình thì coi sóc sự sống của sức vật mình, còn lòng thương xót của kẻ dữ khác nào tự hung bạo. Ai cày đất mình sẽ được dư vật thực dư vật, còn ai theo kẻ biến nhát thiếu chí hiểu, kẻ hung ác tham lam của hoạn tài à, xong sẽ rễ của người công bình sanh bông trái. Amen. Xin Chúa ban phước cho chúng con. Xin phép được công bố lời của Chúa. Trong mọi sự, trong mọi vi phạm của môi miệng có một cái bẫy tàn hại, nhưng người công bình được thoát khỏi sự hoạn nạn. Nhờ bông trái của môi miệng mình, người sẽ được no đầy phước, và người ta sẽ được bảo lại tùy theo việc tay mình đã làm. Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó, còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy. Sự giận dữ của kẻ ngu muội thường lộ ra tức thì, còn người khôn khéo che lấp sỉ nhục mình. Xin cảm ơn Chúa. Rồi xin đọc. Tôi xin đọc trong đoạn 12 từ câu 17 tới câu 20. Thật ra truyền sự công bình, kẻ làm chứng gian phô sự giả dối, lời vô độ đâm soi khác nào gươm. Nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay, môi chân thật được bền đổ đời đời, song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi. Sự vĩnh gạt ở trong lòng kẻ toan mưu hại, nhưng sự vui vẻ thuộc về người khuyên lơn sự bình. Cảm Chúa, 21 đó. Mẹ, tới chị Năm Phó. Nếu không còn có mấy cái bọc mỏng mỏng này. Dạ, mở mít cho cô. Mở mít ra chị Năm Phó ơi. Amen, cảm ơn Chúa. Xin đọc vào trong ngôn đoạn 12 và câu 21 ạ. Chẳng có sự tổn hại nào xảy đến cho người công chính, nhưng tai họa phủ đầy trên kẻ gian ác. Môi dối trá là điều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va, còn người hành động chân thật làm vui lòng Ngài. Người khôn khéo chẳng khoe khoang chi thức, lòng kẻ ngu dại độc bộc lộ sự điên gỗ. Tai siêng năng sẽ nắm quyền cai trị. Amen. Thế còn nữa mà, còn tai lưỡi biến lười biến thì phải phục dịch. Amen. Cảm ơn Chúa. Có chị Lan làm chơi. Em đọc đoạn 13 câu 25 đến 28. Thiên Chúa. Sự lo âu trong lòng làm cho con người suy sụp, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Người công chính chẳng đối cho bạn mình, còn lương kẻ ác khiến họ lạc lòng. Kẻ lười biến không nương, không đạt sang được thiên lại chẳng tài chẳng vui mắn nào. Trên đường có sự sống,
công chính nên lối nó có sự chết. Cảm ơn Chúa. Xin học trước rồi. Dạ con mời chú chị. Dạ con xin lỗi, dạ như cô chú nào mà chưa có học á thì mình tắt cái mic giùm con lại ạ. Rồi còn cô chú nào học thì mình tự mở mic ra. Dạ con cảm ơn chú, xin chú ban phước cho cô chú. Dạ con mời chú Thiện. À, cho tôi xin học trước, cho tôi xin học hai câu là câu 22 và câu 23. Câu 22 là môi miệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Chúa Trời. Xong ai ăn ở trung thành thì đẹp lòng Ngài. Thì cái câu này là cái câu châm ngôn mà Chúa dạy là cái người mình là con cái của Chúa mà mình mà khi mà mình nói ra bằng những cái lời dối trá và những cái lời mà biệt là người, những cái lời giả dối, những cái lời mà không có theo sự dạy dỗ của Chúa thì lấy làm gớm ghiếc cho Chúa. Bởi vì tất cả mà con cái của Chúa thì lúc nào cũng phải học và làm theo lời của Chúa và bước đi theo sự dẫn dắt của mà Đức Thánh Linh. Thì những cái người mà dối trá, mà những người giả dối mà nói ra những cái lời mà lừa gạt người ta hay là có hại cho những cái người khác thì những cái lời nói này là nó không có đẹp lòng, không có đẹp lòng Chúa và Chúa cũng không chấp nhận những cái lời nói này. Cho nên mà mình con cái của Chúa thì mình phải lúc nào cũng phải nói ra bằng những cái lời khích lệ, những cái lời nói bằng cái tình yêu thương mà Chúa dạy cho chúng ta, phải nói ra bằng những cái lời mà luôn luôn theo lời dạy của Chúa ở trong Kinh Thánh cho con cái của Chúa. Còn ai mà ăn ở mà trung thành mà đẹp, xong ai ăn ở trung thành đẹp lòng Ngài thì cái câu này thì nó cũng vậy thôi, có nghĩa là ai mà ăn ở trung thành, ai mà ăn ở mà làm theo lời của Chúa, ai mà học theo và đi theo mà đường lối của Chúa thì Chúa thấy làm vui lòng và Chúa sẽ mà chấp nhận và ban ơn ban phước cho những người mà trung thành với Chúa, những người mà làm đẹp lòng Chúa và luôn luôn học và làm theo những cái lời mà trong Kinh Thánh dạy để áp dụng vào trong cuộc sống của mình đó, thì những cái điều này là những cái điều mà đẹp lòng Chúa và Chúa mà Chúa sẽ ban ơn ban phước cho những cái điều này. Còn câu 23, người khôn khéo giấu điều mình biết, còn lòng kẻ ngu muội sưng ra đều điên dại mình. Người mà luôn bước đi theo đường lối của Chúa, luôn học theo sự dẫn dắt của Chúa và luôn nói ra những cái điều lành, những cái điều có tình yêu thương mà Chúa yêu thương, như Chúa yêu con cái của Chúa, thì những cái điều này là những cái điều mà người khéo giấu điều mình biết. Những cái điều này thì những cái người ta biết, người ta giấu trong lòng mình, nhưng mà mình mọi người không biết. Chúa thì Chúa biết hết mọi sự, Chúa biết hết mọi chuyện, tất cả những cái điều lành, điều lành, điều đẹp, điều xấu, điều tốt gì của từng người thì Chúa đều biết hết. Cho nên mà cái đoạn hai là còn kẻ ngu muội xưng ra điều điên dại mình,
những cái người mà mang cái bản tính xác thịt nè, những cái người mà mang bản tính của mà ngoài đời á, thì luôn luôn là có cái bản tính kiêu ngạo, luôn luôn có cái bản tính mà tự cao, rồi nói ra những cái điều là phải hơn người ta, phải giỏi hơn người ta. Những cái điều này mà là những cái điều mà Chúa không đẹp lòng, bởi vì những cái điều mà người ngu muội là nói ra là theo cái sự khôn ngoan của họ, xuông ngoan của đời này, thì Chúa không có đẹp lòng những cái lời nói của những cái người này. Thì Chúa cho những cái lời này là những cái lời mà điên dại của những cái người mà xác thịt, mà nói ra theo cái ý muốn của mình thôi, chứ không theo ý muốn của Chúa, và cũng không theo cái sự khuyên dạy của Chúa. Thì những cái điều mà cái người ngu dại nói ra thì nó không đẹp lòng Chúa, và Chúa không chấp nhận tất cả những cái điều đó. Thì trong hai câu 22, 23 thì tôi thấy được là mình học được những cái gì mà Chúa dạy thì mình làm theo, những cái gì mà Kinh Thánh mà dạy dỗ lời của Chúa trong Kinh Thánh thì mình phải học và áp dụng cho cuộc sống của mình, chứ đừng có làm theo những cái người mà là theo cái ý cá nhân, ý muốn riêng mình, thì cái đó không có đẹp lòng Chúa, thì Chúa không có muốn mình làm những cái điều như vậy, thì mình phải bỏ nó đi. Chúa cho những cái điều đó là những cái điều điên dại. Thì tôi học được hai câu 22 và 23 rồi. Xin hết mọi người có ý. Dạ, yeah, cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước cho chúc thiện. Và con mời Chúa, Chúa anh chị em mình tiếp tục cùng học để sẽ suy gẫm lời Chúa và cùng học. Dạ, yeah, con mời cô Lan nè. Bởi vì tôi sự với Tám Tấn đó, mà tôi sự Tám Tấn chưa thì mình tiếp tục kế luôn ha. Dạ. Không có nghe nói nè. Rồi vậy tôi xin học câu 1, câu 2 đi. Dạ, hồi nãy con nghe tiếng chú, con thấy tay cô Lan. Vậy hả? Dạ, con mời chú. Dạ. Tôi xin học lời của Chúa. Theo cái sự hướng dẫn của tôi suy nghĩ thì tôi học cùng với anh chị em mình trong đoạn 12 này, câu 1, câu 2. Ai yêu sự quở phạt là yêu trí thức, ai ghét sự quở trách là kẻ ngu dại. Người lành nhận được ăn phước từ Đức Giê-hô-va, nhưng kẻ âm mưu điều ác bị Ngài kết tội. Thì mình muốn học cho được khôn ngoan thì có nhiều cái sự vỡ trách, nhiều cái sự gầy la, mà nếu mình có tấm lòng tự ái thì mình không có được mà đeo đuổi theo sự học tập mà để cho có trí thức, có sự khôn ngoan. Cũng như mình nói, hồi sống ngoài đời thì đủ mọi mặt, có những điều tốt cũng làm, điều xấu cũng làm, tất cả mình yêu, do nên cái sự suy nghĩ của mình thì mình làm. Thì từ ngày tôi tiếp nhận Chúa tới giờ, mỗi cái việc làm thì mình nhớ lại những cái lực lệ và cái điều răn của Chúa, thì mình thực hiện, mình làm theo cái đường lối của Chúa, thì mọi điều xấu xa thì mình phải loại bỏ hết, mình phải làm theo những điều tốt lành theo ý của Chúa. Thì cái sự dạy dỗ và dẫn dắt trong lời lẽ Kinh Thánh này, thì nếu mình thực hiện, mình làm theo được thì mình được tất cả xóm làng gần gũi cô bác anh chị em và tất cả những người trong Chúa cũng vẫn là yêu mến. Bởi vì mình có lời của Chúa rồi, mỗi việc làm gì thì mình cũng phải suy nghĩ đến cho cặn kỹ rồi mình mới làm.
Còn trong khi mà chưa có bước vào mà tin nhận Chúa thì muốn làm gì thì làm, không có nghĩ đến hậu quả, không có nghĩ đến cái sự tội lỗi gì trong cái việc của mình làm, thì thành ra trong này nó sai chặt đủ điều cũng làm, tốt đẹp cũng làm, không thấy gì một cái tội lỗi như hậu quả. Nên cái mình ngồi lại học thì phải có cái sự quở trách, có sự gầy la trong sự sai chặt, mà mình không kiên nhẫn, mà có tấm lòng tự ái, học xong mà cứ gầy tôi hoài, hay hoặc những việc tôi làm mà sao cứ quở trách hoài, tôi không thèm làm nữa, tôi bỏ đi. Đó, nếu vậy thì mình không có được nên cái sự nghiệp, mà không có được có cái sự khôn ngoan tài khéo gì hết. Đó. Thì tôi thấy thì mình con cái của Chúa thì trong cái sự dạy dỗ mình và trong cái sự dẫn dắt lời lẽ trong Kinh Thánh này thì có những cái điều răn, có những cái tội lỗi. Đó. Mà mình không có giữ được trong cái điều răn này thì nói tôi con cái của Chúa, tôi con cái của Chúa, tôi đã thực hiện, tôi tin Chúa, tôi làm theo Chúa. Mà cái miệng thì nói vậy mà cái lòng thì không có thì thì cũng đâu có được đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Câu 2 thì người lành nhận được ân phước từ Đức Giê-hô-va. Mình làm việc tốt thì mình sẽ được hưởng những cái điều mà ơn đức của phước lành mà để đến với mình. Còn mình làm điều xấu xa thì mình sẽ nhận một cái hậu quả, nhận những cái người ở thế gian nói làm tốt thì hưởng được tốt, làm xấu hưởng được xấu, có dai thì có trả. Thành ra mình nếu trồng cái gì thì mình sẽ ăn được cái đấy, chứ không có trồng cây này mà ăn cây kia được. Thì trong cái ơn phước mà của Đức Giê-hô-va mà ban thưởng cho mình thì phải có cái tâm lòng trong sạch, phải biết yêu kính sợ Chúa, biết yêu những người lân cận mình, yêu làng xóm cô bác mình. Đó, thì có tâm lòng nhân hậu vậy thì được cái sự ban thưởng ở từ nơi Đức Giê-hô-va. Nhưng kẻ âm mưu điều ác bị Ngài kết tội. Cái người làm ác không thì không có giải thoát đâu. Bây giờ là con nói mình nói cái người làm không chân chính, làm những điều ác, làm những điều xấu xa, gây hậu quả tội lỗi cho tất cả thì ai cũng có cái lời quở trách. Không có nói ai mà thích những cái người đó. Thì nhiều lời nhiều tiếng ta nói đông tai góp thì dỗ mới kêu, thì người nào cũng quở trách, người nào cũng kêu ca những cái tội lỗi hết trơn, thì cái người đó sẽ không sớm muộn cũng sẽ bị mang quả, mang hậu quả, cũng sẽ tù tội hoặc là những cái sự trừng phạt nào trên cái việc làm của họ thì hậu quả đó họ sẽ mang. Nên là trong hai cái câu này thì tôi được học và tôi cũng suy ngẫm, mình thấy siêng năng mà chịu đựng, nhẫn nại những cái sự quở trách gầy la sửa trị thì mình mới được nên người. Chứ còn tự ái hay hoặc ghét ghen hay hoặc không có thích những người nào mà để nói nặng nói nhẹ mình, không thích những người nào hành phạt mình hay hoặc gầy la quở trách mình, thì người đó cuối cùng là không có được cái lợi ích gì cho bản thân họ. Thì tôi cũng xin học buổi sáng này trong Châm Ngôn câu đoạn 12 này, câu 1, câu 2, thì tất cả anh em mình cùng học tiếp và suy ngẫm. Thì cũng xin cảm tạ Chúa cho tôi cũng hiểu được trong lời của Chúa. Cảm tạ Chúa, mời anh em học tiếp. Rồi vậy xin tiếp tục học theo nha, tiếp tục nha. Cảm Chúa buổi sáng hôm nay xin học Châm Ngôn
đoạn 12 từ câu 14. Mẹ ơi, người ta Cám Chúa câu 14 nói là nhờ bông trái của môi miệng mình, người sẽ được no đầy phước và người ta sẽ được báo lại tùy theo việc tay mình đã làm. Cảm Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho tôi ước mơ, ước mong là tôi được học lời Chúa, ăn lời Chúa để có được bông trái của Thánh Linh. Môi miệng mình nói ra là bông trái của Thánh Linh, được tốt, được đẹp. Xin Chúa cũng là sức dầu môi miệng cho tôi để mà tôi nói ra những lời nào cũng là tốt đẹp cho những người chưa biết Chúa, những người chưa đến với Chúa. À, như câu đó nói là chúng trong Thi Thiên câu 1, Thi Thiên 1 là người nào mà được mà môi miệng mình được tốt thì như người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều đã thịnh vượng. Chúng Chúa Thi Thiên cũng làm nhắc cho chúng ta để mình mỗi ngày đang môi miệng mình được là nói ra những lời của Chúa, ăn lời của Chúa, nuốt lời của Chúa để mình được no. Nếu mình mỗi ngày mình không ăn lời của Chúa đó, là coi như là mình đói là nói lời của Chúa. Cảm Chúa, thì người ta sẽ báo lại tùy theo việc tay mình đã làm. Thì cảm Chúa, hồi trước đây đó tôi chưa đến với Chúa thì không biết, thì rảnh thì đến ngày kia sớm nào, nhưng mà từ ngày đến với Chúa rồi thì mình biết là Chúa dạy như thế nào và theo luật pháp của Chúa dạy thế nào, rồi để giữ gìn là rất là chặt chẽ mau lẹ. Đời sống của tôi làm chứng là lúc đi học phần học 4 năm trời suốt luôn, rồi nó quen cái thói mình đi. Rồi mình giờ mình hết học thần học thì giờ mình ở nhà những ngày cách ly này đó, không cho đến hội thánh thì cũng không có đến một nhà ai nào hết. Cái sự thật Chúa cũng mà nhìn thấy tấm lòng của tôi, cho nên họ nhìn thấy là số mắt của tôi là thấy ủa sao nhỏ này nó không đi đâu hết. Xong qua tôi chơi mợ ba hoặc chị ba, cái nó không, mấy chị em đến với Chúa đi để mà mình học lời Chúa, nghe lời Chúa để mình được no nê về Chúa, mà giữ gìn đời sống của gia đình của mình, trong dòng họ tộc của mình để mà mình được giải cứu. Chị em ơi, thì cũng có một số người cũng nghe vui vẻ lắm, cũng còn một số thì cũng lầm thính không nói gì, nhưng mà cảm Chúa, xin Chúa cũng là thương xót tôi mà để cho tôi thay đổi rất nhiều luôn, không còn đi một nhà nào hết trơn. Đặc biệt cái đó nói bằng sự thật Chúa thấy. Rồi bây giờ là mình học với Chúa, mình nhờ Chúa nói là dạy chúng mình mỗi ngày trong châm ngôn: nhờ ăn trái của môi miệng mình, người sẽ được no đầy đủ. Thì mình ăn Chúa, lời Chúa mỗi ngày thì mình biết rằng như ăn cơm là rất là no đủ, chứ không có đói khát trong lời của Chúa. Là người ta sẽ được báo lại tùy theo việc tay mình đã làm. Thì họ nhìn thấy rõ ràng là đời sống của tôi là không đi đâu chứ. Họ thấy ủa sao nhỏ này thay đổi, nhỏ này không nói gì mà nói đấy. Ở tới nhà nó là toàn là nó nghe trong Zoom tối ngày, ủa sao mà nó không có nói lời mà gì mà tiền bạc hủi hè gì tất cả gì nữa chứ, mà nó nói là toàn là lời Chúa không. Cảm Chúa, thì câu này dạy cho tôi là thấy là tôi thay đổi được. Cảm Chúa, xin Chúa cũng thay đổi tôi mỗi ngày thêm, càng ngày càng thêm nữa. Và cũng xin Chúa giúp đỡ cho tôi và giúp đỡ cho chị em cũng là mỗi buổi sáng học và châm ngôn này mỗi ngày được khôn, mỗi ngày được ăn lời Chúa, no trong thuộc linh. Cảm Chúa, con biết ơn Chúa, xin chị em cũng là tiếp tục là học lời Chúa mỗi buổi sáng mà góp ý lời che cho chúng ta với nhau. Cảm Chúa, amen. Dạ, tay cô chú nào giơ tay lên con biết con mời. Dạ, chú Tâm Tấn, hay chú Tâm Tấn. Dạ, chú mở mic ra. Bây giờ tôi cũng tiếp tục cùng học với anh chị em, cảm tạ ơn Chúa và anh chị em học với đầy ơn phước hạnh. Cảm ơn Chúa về tôi học trong ngôn này đoạn 13 và câu 14. Và hai câu này là
nói về trong ngôn nói về cái cuộc đời sống của mọi cơ đốc nhân, và cũng nói về ứng dụ trước kia mình chưa về biết Chúa là sống có hai nếp sống. Thì cái nếp sống câu 13 thì trong sự mà Chúa dạy tôi học được á, cùng với anh chị em trong tối đêm nay á, thì trong sự vi phạm môi miệng có một cái bẫy tàn hại, nhưng người công bình được thoát khỏi sự hoạn nạn. Đó là một câu 13 mà cái môi miệng của người trong sự vi phạm trong môi miệng mình á, cái lời Chúa nói là khi lời mình nói ra phải có những cái bông trái gì. Bông trái này tức là lời nói. Lời nói thì bây giờ là những cái lời nói mà nó có rất nhiều tai hại. Nhưng mà Chúa nói rằng là một lời nói mà được phước, một lời nói mà bị ngũ xả, cũng một lời nói thôi mà nó đi ra tác hại rất lớn. Là trong đó nó có cái bẫy, Chúa nói như vậy là nó có cái bẫy trong đó. Những lời nói thường ta nói ở ngoài đời, nói ông đó bà đó nói sâu, có cái giọng có lưỡi móc câu móc họng đó, đó là có loại là có cái điều mà tai hại đó. Cho nên đó là tôi học được hôm nay thì tất cả những điều này á, chúng ta không nên để lại trên môi miệng của chúng ta. Những thời điểm mà bây giờ Chúa đã dạy những gì mình mà trước mình bây giờ là được trở thành là con dân của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ lột bỏ cái người cũ rồi. Cái người cũ vừa đối diện giữa thế gian thì chúng ta nói chuyện là không bao giờ muốn thua ai hết, nhưng đó là cái bông trái của môi miệng, nó có một cái giọng cái bẫy à, cho nên mình tưởng mình khôn, mình công bình tất cả mọi thứ, nhưng mà đó là một cái điều tội ác trước mặt Chúa mà trước đây mình đã sống. Giờ này mà Chúa đã dạy qua môi miệng thì môi miệng lành thì nói ra điều lành, nghĩa là mình nói lời tốt đẹp, cũng như chị Lam đã nói trước kia mình sống như thế nào đó, thì giờ môi miệng đó là một điều mà rất được biến cải cuộc đời của mình. Thì đây là một điều phước hạnh mà Chúa đã dành cho mọi công dân của khi đời, khi lời nói ra trong tự sống trong tình yêu thương. Nếu mà có bông trái tình yêu thương của Đức Thánh Linh thì người nói chuyện ra là biết liền, trong bông trái đó nó mọc lên liền, có trong bông trái. Còn mà cái bông trái của cái tội ác á, trong môi miệng nó là sao, nó thường nói có hồi nãy như tôi nói, nó có cái sự móc câu nói ra nó móc lại người thế gian đó, là người nó nói sao mà có chuyện móc họng người ta. Đây đó là một cái điều mà như Chúa nói trong Kinh Thánh, thì một lời nói có được phước, một lời nói mà cũng một lời nói mà lại mất phước. Cho nên cái điều mà tôi học được hôm nay, nhưng mà còn câu 14 như chị Lan học á, nhờ bông trái của môi miệng mình mà được no đầy phước. À, cái bông trái môi miệng mình là đây là đầy phước, là bông trái là khi lời ăn tiếng nói mình nó thường nói rằng mỗi lời nói có thường có âm hậu luôn đó, mình nói phải có cái đặc tính âm hậu. Rồi đây là một lời dạy từ đó mà tôi cảm tạ ơn Chúa, khi mình trước kia mình sống giữa ngoài đời thế gian chứ chưa biết Chúa, sống đủ thứ lời tiếng nói với nhau qua lại, cũng không bao giờ mình muốn thua ai. Từ ngày mà tin nhận Chúa là được Chúa biến đổi tái sanh, từ đó mình phải Chúa dạy mình chậm nói mau nghe. Đây là được, mình cũng được thấy cảm nhận cuộc đời của mình đã được biến đổi, thay đổi được điều đó. Nghe là điều rất quan trọng, và điều thứ hai mình làm theo lời lời nghe, lời nào nghe lời gì nói gì, ai bất cứ một người anh chị em hoặc là lời nào mà để nói ra mình thấy là được khích lệ thì mình nghe, mình áp dụng. Còn những lời nào không thì mình sẽ lột bỏ ra. Đây là một mình chậm nói, nghĩa là khi một người ta nói rồi chưa hết nuốt câu nhảy vô mình nói, thì đó là hay nghe mà chậm nói, mau nói đó. Cho nên đây là một điều mà môi miệng cho bông trái, môi miệng muốn mình ở giờ thời điểm này Chúa đã cho mình, như hôm mình học có làm tôi tớ của Chúa dạy cho mình là bây giờ mình trở thành là kế vị ngôi của Đức Chúa Trời, là vua trên muôn vua, là mình một người anh chị em và tôi là một người công tử, là một người vua công tử của Đức Chúa Trời, là một người vua rồi, kế vị ở trên đất này là vương quốc thiên đàng.
Người chị em cũng vậy, ai cũng là một người vua, nhưng vậy một người vua công bố ra lời gì là có điều đấy. Một lời phán ra thì mình đã học trong kinh thánh như tôi tới với đứa một sư phong hôm nói đó, dạy đó. Cảm ơn Chúa, đây là một điều rất quan trọng, cho nên tôi cảm nhận đây là một điều áp dụng để kinh thánh lời Chúa dạy rất tốt, quý giá cho đời sống mình. À, đây là một lời nói là bông trái, phải nói lời lành, tốt đẹp, tích lệ, yêu thương, đây là đẹp lòng quý của Chúa trời. À, thì cái phần được phước á, và người ta sẽ được nó được báo lại tùy theo việc mình đã làm, cái việc mình làm. Ví dụ giờ cái những mình cái bông trái môi miệng mình nói những gì giúp đỡ cho tất cả mọi thứ, mọi việc công việc về cho người khác, mình tính đâu mình không có được đâu, nhưng người ta sẽ báo đáp lại. Và Chúa là đấng nhìn dò xem tấm lòng của môi miệng, môi miệng mình nói ra tấm lòng của mình. Đây là tôi học được, là cảm ơn Chúa. Theo như đúng ra mình đào sâu thêm qua nhiều sách khác, nó có ứng nghiệm qua lời trong sách trong ngôn này, được phước nhiều lắm. Cảm ơn Chúa, xin chúc phước cho anh chị em cùng nhau được sự sức dầu của Chúa nhiều hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Dạ, con cảm ơn Chúa. Dạ, xin Chúa cũng ban phước và giúp Chúa Thánh Tấn. Dạ, con mời cô chú anh chị em mình cùng học để tự nó biết ra. Mời Hiếu, Hiếu qua bên này có học cùng học trong ngôn đoạn 12 này Hiếu. Chẳng Hiếu nữa. Con em nhỏ quá vậy ta. Đang mở mic lại rồi. Nghe rõ chưa? Dạ, tôi cũng xin học ở trong ngôn đoạn 12 câu số 14. Và tôi học ý khác, chú dạy tôi ý khác, một chúa. Tôi xin đọc trong câu 14, mỗi một người sẽ được đầy tràn phước hạnh nhờ kết quả của môi miệng mình, và mỗi người sẽ được báo trả tùy theo việc tay mình đã làm. Amen. Ông Chúa, trong câu số 14 này, lời của Chúa cũng nói là một người sẽ đầy tràn phước hạnh nhờ kết quả của môi miệng mình. Nên là tất cả chúng ta là ai cũng là người tin Chúa cả. Nhưng mà chúng ta thấy có những người được phước và những người cũng không được phước. Chứ không phải ai cũng được phước hết. Và chúng ta thấy tại đây là có những người đầy tràn phước hạnh và có những người cũng không được đầy tràn phước hạnh. Chúng ta thấy chúng ta là một người sẽ được đầy tràn phước hạnh nhờ kết quả của môi miệng mình. Chúng ta tin Chúa, chúng ta nói ra những điều như nãy chú Tấn nói đó, chúng ta nói ra những điều mà tiêu cực không thì làm sao nó gieo vào những cái điều mà phước hạnh, hay là nó gieo vào những cái điều mà vào cuộc sống của chúng ta được. Dạ. Một người sẽ đầy tràn phước hạnh nhờ kết quả của môi miệng mình. Dạ. Và chúng ta thấy câu kế tiếp đó, và kèm theo, và mỗi người sẽ được báo trả tùy theo việc tay mình đã làm. Chúng ta thấy cái đôi tay của chúng ta ở trong một cơ thể một con người đó, đôi tay của chúng ta nó rất là quan trọng. Và trong Kinh Thánh, ở trong Thi Thiên mà lời Chúa cũng nói đó, cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hay nói rõ hơn là quyền phép của Đức Thánh Linh, mà quyền phép đó bây giờ đang ở trong mỗi tấm lòng của chúng ta. Dạ. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta có Thánh Linh ở trong đời sống của mình, và một người nó được tuôn tràn môi miệng ở trên cái môi miệng của mình, tuôn đổ ra những cái điều phước hạnh và những điều tích cực, người đó phải được Đức Thánh Linh thay đổi. Dạ. Và khi mà người ta tin Chúa, và khi chúng ta tin Chúa Giêsu đó, thì Thánh Linh ở trong đời sống của họ, và họ nhường đời sống cho Ngài và lệ thuộc vào Ngài, và Ngài giúp đỡ họ qua lời của Ngài, và đời sống họ được thay đổi. Từ một cái người tối tăm trước đây mình nói ra những điều mình thích gì mình nói nấy, nhằm khi mình nói ra những điều mà tiêu cực luôn, nhưng mà khi chúng ta tin Chúa, lời của Chúa dạy cho chúng ta, thì chính Thánh Linh của Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta thay đổi từ một cái nước tối tăm vào sáng láng, và cái môi miệng của chúng ta nói ra những điều tốt đẹp, khác hơn con người trước. Tôi tin rằng hết thảy ông bà chị chúng ta trong buổi sáng hôm nay, chúng ta ít nhiều gì cũng phải thay đổi. Amen. Ít nhiều gì cũng phải thay đổi.
Khi chúng ta tin Chúa tới ngày hôm nay, mỗi người thì có thể tin vài tháng, mỗi người tin Chúa có thể vài năm. Chúng ta tôi tin chắc là ít nhiều gì chúng ta cũng thay đổi, chính tôi cũng thay đổi luôn. Amen. Dạ. Đó. Nên chúng ta thấy là một người sẽ được đầy tràn phước hạnh do kết quả của môi miệng mình. Nó xuất phát từ nơi cái tấm lòng của chúng ta. Nếu mà đời sống của chúng ta thay đổi thì sao? Thì chúng ta sẽ nói ra những điều thay đổi. Amen. Lòng đầy dẫy thì miệng nói ra, đúng không? Mà khi chúng ta thay đổi thì sao? Chúng ta sẽ nói ra những điều tốt đẹp. Chúng ta nói ra những điều tích cực cho cuộc sống của mình. Tôi nhìn thấy ông bà anh chị em sẽ được tăng trưởng. Tôi nhìn thấy ông bà anh chị em khỏe mạnh. Tôi nhìn thấy ông bà anh chị em đầy sự khôn ngoan ở trong buổi sáng hôm nay. Amen. Cũng một người đó, người ta sẽ nói sao? Ôi cái này, bệnh này chắc, hồi cái bệnh này chắc Chúa không chữa lành đâu. Bệnh này chắc đi luôn quá. Đó. Sao? Cũng là một người nhưng mà cách nói chuyện sẽ khác nhau. Amen. Tại sao? Tại vì lòng đầy dẫy thì miệng nói ra. Một đời sống con người được thay đổi thì sao? Sẽ tuôn ra, đổ ra những cái điều phước hạnh. Nên amen. Nên tôi thích gửi tất cả chúng ta, xin Chúa dùng lời của Ngài và chính Thánh Linh của Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Ai nấy chúng ta sẽ được thay đổi. Chúng ta được thay đổi thì sao? Hàng ngàn người hay là tất cả những người biết chúng ta, người ta sẽ khen. Amen. Tại sao? Chúa ở đâu? Chúa ở trong tấm lòng. Mà nếu mà người ta khen thì sao? Từ cũng nơi từ tấm lòng của họ thì sao? Chúng ta sẽ nhận được cái lời chúc phước, cái lời ban phước từ Chúa qua những người đó nói về chúng ta. Amen. Ô đó tin Chúa hồi đó nó không thay đổi, mà từ khi mà nó tin nó quậy quạng xóm làng mà bây giờ nó tin Chúa nó thay đổi vậy thôi. Thì sao? Kể cả người chưa tin Chúa, chúng ta cũng được nhận được lời chúc phước từ họ. Amen. Kể cả người ngoài đó nghe, chúng ta còn nhận được nữa. Mà nếu chúng ta tin Chúa thì sao? Những người con cái Chúa biết chúng ta thay đổi thì sao? Người ta nói thôi. Mà mình Chúa giờ sẵn sàng ban phước cho chúng ta, thì cái người đó thay đổi thì sao? Thì người ta nói thay đổi. Thì sao? Thì chúng ta sẽ nhận được những lời chúc phước từ những người khác. Amen. Và Chúa nói là mỗi người sẽ báo trả tùy theo việc tay mình sẽ làm. Nên Chúa biết có những người Chúa ơi sao mà Chúa ban phước người kia, Chúa ban phước cho con, có những người sẽ biện luận. Nên Chúa biết. Nên là Chúa mới để là và mỗi người sẽ được báo trả tùy theo việc mình đã làm. Amen. Chúng ta được phước hay không? Chúng ta được ơn hay không? Chúng ta được đầy tràn phước hạnh hay không? Gia đình của chúng ta tin Chúa hay không? Bà con dòng họ của chúng ta có tin Chúa hay không? Là do chúng ta có thay đổi hay không? Khi chúng ta thay đổi thì sao? Thì cái dòng sông sự sống ở trong tấm lòng của mình đó, thì chúng ta sẽ tuôn tràn cái môi miệng chúng ta những lời chúc phước. Cái người mà nếu mà thay đổi thì sao? Cái lời cầu nguyện họ nó khác liền. Amen. Họ nói ra những điều tích coi. Tôi nhìn thấy vuông tôi bữa nay chúng. Tôi nhìn thấy ông bà anh chị em tôi sẽ được tăng trưởng. Tôi nhìn thấy ông bà anh chị em tôi sẽ được lớn lên. Tôi nhìn thấy gia đình chúng tôi sẽ yêu thương nhau. Hội thánh sẽ yêu thương nhau. Không còn nói điều này điều kia nữa. Người ta sẽ nói cách khác. Amen. Nên qua câu thánh này tôi học cho một điều cho đời sống của mình. Chúng ta phải mỗi ngày có mối tự giao Chúa cũng là tốt. Học kinh thánh cũng là tốt. Nhưng chúng ta phải lệ thuộc vào Chúa Thánh Linh và chính Ngài là đấng giúp đỡ chúng ta. Mà khi chúng ta thay đổi thì sao? Có nhiều người nói, ô, mục sư này đầy ơn quá. Tại sao đầy ơn? Tại vì đời sống của họ thay đổi. Amen. Nên nhiều người biết đến qua chức vụ của người đó, thì người đó giống Chúa Giêsu thì sao? Thì người đó sẽ được đầy ơn. Amen. Ông bạn chị em muốn giống như Chúa Giêsu à? Dạ. Tôi tin là hết thảy chúng ta đều muốn giống như Chúa Giêsu. Khi chúng ta mà giống như Chúa Giêsu sao? Tự động mà Chúa ban phước cho chúng ta. Tự động người ta khen chúng ta chứ không cần chúng ta phải ôi tôi là mục sư nghe khen tôi đi nghe, không cần. Hay là mà tôi là cái người được thay đổi nè, hãy khen tôi đi, không cần. Tự động Chúa Thánh Linh ở trong tấm lòng của họ sẽ khen chúng ta, sẽ nói với chúng ta, ô cô Lan cái này thấy thay đổi nhiều quá, đọc kinh thánh cầu nguyện rồi ha, thấy không? Tự động người ta khen. Amen. Thì tự động Chúa sẵn sàng dùng cái lời nói của người đó để ban phước cho đời sống của chúng ta. 1.000 người mà nói về chúng ta thay đổi thì sao? Thì chúng ta đón nhận 1.000 lời chúc phước. Còn nếu không thay đổi thì sao? Không thay đổi thì người ta nói thôi chứ đâu có cự được miệng lưỡi con người mà. Tại mình không thay đổi nên ta mới nói. Amen. Nên là buổi sáng hôm nay tôi học những điều đó cho đời sống của mình. Xin Chúa ban phước là hết thảy cho chúng ta, để chúng ta thấy trong những ngày sắp đến chúng ta tăng trưởng và mỗi đời sống chúng ta được thay đổi và chúng ta sẽ đầy phước hạnh qua những môi miệng của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho mọi người. Dạ. Dạ, cảm tạ Chúa, xin Chúa ban phước lại cho trong hiếu nha. Dạ. Tôi không phải chịu. Dạ, con mời cô chú anh chị em có ai còn học cùng sâu không mạnh mẽ lên nè. Dạ, con mời cô Năm Phó.
Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay mình có học cũng tầm hiểu được những lời của Chúa một ít, nhưng mà mình học được đoạn 12 và câu 25. Cảm tạ Chúa. Sự lo âu trong lòng làm cho con người suy sụp, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Thì trong khi lúc đó mình cũng chưa tiếp nhận Chúa thì mình cảm thấy trong lòng mình rất lo âu, đủ điều lo mừng, điều công nhiều công việc để làm cho sự có. Mình cũng suy nghĩ, mình lo suy nghĩ là những khi mình không ngủ được, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia và đủ điều, mình không lo âu là con người tiều tụy không ngủ được, những khi đau đầu luôn. Nhưng mà ngày hôm nay mình tôn vinh, mình tôn vinh Chúa, mình thờ phượng Chúa, thì mình học hiểu được những lời của Chúa dạy. Từ ngày mình tiếp nhận những lời tôn vinh Chúa thì mình cảm thấy tấm lòng mình được thay đổi, mình được sự làm không còn lo âu, những không có suy nghĩ những điều gì hết, tiêu cực hết. Mình cảm thấy trong tấm lòng của mình được sự phấn khởi và vui vẻ, là mình cũng không nghĩ gì đến tới những gì mà gian ác, rồi hơn thua, cao thấp, đắn đo, những gì mình muốn, không muốn nói gì những việc tiêu cực. Mình miễn muốn mở miệng ra mình nói những cái điều gì đó, cái tiêu cực đó, mình nhớ lại đến tới Chúa đã mình dạy cho mình được sự khôn ngoan và thông sáng, để trước khi mở miệng nói thì cũng phải có suy nghĩ sự làm tốt đẹp và có được sự hòa thuận với nhau thì mình nên nói. Còn nói những điều mà tiêu cực, cả những gì mất lòng này kia, mình cũng không muốn nói để làm gì. Mình thấy rất là con người của mình rất là yêu mến những người mà họ không biết, những là họ khi mà nặng nhẹ cao thấp mà gì nói đủ điều, những khi mình thấy mình cũng thấy tội nghiệp những người đó, thì mình thấy những điều đó là không đẹp lòng Ngài, nhưng mà vì họ không biết. Nhưng mà những khi mình cũng có bức xúc thì mình cũng có làm chứng vì Chúa, mình cũng nói, nhưng mà họ cũng không tin, họ không tin, họ cũng nói là Chúa là gì, Chúa là gì, họ Chúa Trời là gì, họ cuộc sống ông bà cổ tiên họ để lại từ lúc trước tới ngày hôm nay là sống như vậy. Nhưng mà mình cũng có phân tách và mình nói, nhưng mà những người không tin được lời Chúa, mình cũng cảm thấy bức xúc. Nhưng mà mình thấy được là mình học được cái lời châm ngôn này nhiều điều, giải rất là sự khôn ngoan, thông sáng, rất là mềm mại, rất là nhân từ và đạo đức. Và mình thấy rất là tuổi những phận là nhiều người những họ chưa biết, thì mình thấy hôm mình cũng thông cảm cho họ, mình cũng không phiền trách họ những điều gì, nhưng mình gắn sự quyết tâm, mình cũng cầu nguyện Chúa để Chúa để chậm tấm lòng mình, để hướng dẫn cho mình được sự khôn ngoan và thông sáng, để cho mình làm theo những lời của Chúa, mình được sự mạnh mẽ để vươn lên làm theo những lời của Chúa, được sự thông sáng này. Mình cũng rất yêu mến. Từ ngày mình cũng vô Chúa cũng lâu rồi, thì mình thấy mình cũng là lúc ban đầu mấy năm trước mình cũng không đọc, chỉ qua loa thôi. Nhưng ngày hôm nay mình tiếp nhận những là từ ngày đọc châm ngôn này một buổi sáng hôm nay, mình cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Mình thấy mình nhận thức được, thì mình thấy tấm lòng mình được sướng phấn khởi hơn, mình được minh mẫn là tìm hiểu biết nhiều hơn. Mình cũng cảm ơn Chúa nhiều lắm. Thôi mình cũng xin mình chỉ mình biết được có bao nhiêu đó thì mình yêu mến được bao nhiêu đó thì mình nói gì thôi. Cũng cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cũng ban phước lại cho chú bác mình để học tiếp những lời châm ngôn này. Mình xin hết ạ. Chúa. Con cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước lại cho cô Nam Phó. Amen. Dạ, Chúa nói trong châm ngôn đoạn 13 câu 13, kẻ nào khinh lời dạy ác bị hư hại, còn ai kính sợ
kính sợ với mạng lấy được ban thưởng. Dạ, nếu mà chúng ta đều kính sợ thì Chúa ban thưởng cho chúng ta. Dạ, xin Chúa ban phước cho cô. Dạ, xin con xin mời cô chú anh chị em mình cùng học tiếp tục. Xin đọc đoạn 12 câu 1. Dạ, con mời cô vậy gỡ. Chúa. Chúa nói ai ưa điều sửa phạt, ưa sự trí thức, nhưng kẻ ghét sự quở trách là ngay dạy. Bởi vì Chúa dạy mình á, hồi đó giờ tôi cũng chưa hiểu biết Chúa thì tôi cũng không hiểu gì hết, nhưng mà Chúa vô Chúa rồi Chúa dạy mình là ai ưa điều sửa phạt, ưa thích sự trí thức. Chúa dạy mình bởi vì mình học lời Chúa, mình suy gẫm lời Chúa, là những cái lời Chúa dạy mình sửa phạt sự trí thức của mình, cũng như Chúa dạy từ ly từ tí, dạy mình sự trí thức, dạy mình ăn lời ăn tiếng nói, dạy tất cả hết là mình ưa thích đó, thì Chúa sẽ cho mình có sự khôn ngoan thêm. Còn những kẻ ghét sự quở trách là ngay dạy. Bởi vì có người cũng như mình tin Chúa, mình hiểu Chúa, mình đi theo con đường của Chúa, thì mình cảm ơn Chúa, Chúa dạy mình cảm ơn Chúa, mình học theo lời Chúa. Còn những người cũng như có những cái lời mà Chúa quả trách, thì những người đi cũng không hiểu lời Chúa đó, thì Chúa quả trách thì cũng phiền nàn, không nghe đâu có Chúa nói như vậy chứ đâu có như vậy. Nhưng mà mình cảm ơn Chúa vì mình đi theo Chúa, thì mình biết cái điều ai ưa điều sửa phạt, ưa sự trí thức, cũng như Chúa dạy mình tất cả trong Kinh Thánh là Chúa dạy mình từ ly từ tí, và dạy lời ăn tiếng nói, dạy những tất cả điều gì Chúa cũng dạy mình. Có mình cái trước khi mình cái lòng cái tâm trí mình không có khôn sáng được, nhưng mà cảm ơn Chúa mình vô Chúa thì từ từ mình đọc Kinh Thánh, bởi vì Chúa nói bởi cả Kinh Thánh đều là Đức Chúa Trời soi dẫn, sửa trách dạy người trong sự công bình. Thì mình cũng học, đầu tiên thì mình có không hiểu gì, nhưng mà từ từ Chúa dạy mình là mình suy gẫm lời của Chúa, từ câu từ chữ thì mình hiểu là Chúa dạy mình tất cả, dạy lời trí thức, dạy lời khôn ngoan, dạy tất cả cái gì mình hiểu, mình nghe là theo lời của Chúa, thì mình làm, mình quyết tâm mình làm thì tất cả gì cũng được, mọi sự hết. Mình cảm ơn Chúa mình học được nhiều đó. Chứ mình không. Cảm ơn Chúa. Dạ, con cảm tạ anh Chúa vì Chúa nói kính sợ Đức Giê-hô-va là ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Và cảm ơn Chúa vì điều răn là một cái đèn của luật pháp, là ánh sáng và sự sống, sự sáng và sự quả trách dạy cho con đường sự sống. Cảm ơn Chúa vì chúng ta là người kính sợ Đức Giê-hô-va là được sự khôn ngoan và tất cả nhà và có được sự sống mà. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước và cho cô phải rõ nhà con mời tôi chú anh chị em mình tiếp tục cùng học. Dạ, mời chú suốt đi. Dạ cô Hoàng Kiều, cô có học được gì trong ngôn đoạn 12 này không ạ? Dạ cô nói có học được mở mít kia học à? Tôi mới học cho nên là cũng chưa hiểu nhiều. Thì tôi đọc cho cô không nghe câu 19 đi. Môi chân thật được bền đỗ đời đời, xong lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi. Thì theo tôi thì mình làm người mà mình nên từ khờ những người không học lời Chúa thì thôi, hay là trước kia tôi cũng chưa học lời Chúa, nhưng mà bây giờ học lời Chúa rồi thì tôi cũng thấy là mình cái gì cũng vậy, mình nói thật nói đúng, và người ta nói sự thật thì mất lòng, nhưng mà cái sự thật đó nó sẽ được bền vững đời đời. Còn mấy người mà nói giả dối, nói qua chương, nói văn qua đó,
thì chỉ người ta chỉ có thể người ta nghe lúc đó thôi, hoặc là những người khoác lác hay gì đó thì người ta nghe thôi. Còn như mình á, mình nghe thì nghe thôi, nhưng mình sẽ để ngoài tai. Chứ còn mà mình cái diễn thì mình phải chân thật, mình nói có một thì nói một, hai thì nói hai. Khi mình học lời Chúa rồi, Chúa ghét nè, ghét những người mà ăn nói khoác lác ba qua. Phải nói đúng sự thật, có gì nói nấy, không được phô trương ra. À, còn những người mà người ta phô trương ra rồi người ta nói dắt, nói láo, nói khoác lác đó, thì những người đó chỉ được một lúc đó cho ta cười cợt vậy thôi, chứ còn người ta không có được sự là bền vững đời đời, không được cái gì cũng vậy, không được là người ta nghe nhiều, hay là người ta chỉ để người ta cười cợt lúc đó thôi. Còn mình nói thật, tuy là như người ta thường nói thật, thực sự thật thì mất lòng, nhưng mà sự thật đó sẽ làm cho mình phải suy nghĩ, phải ngẫm nghĩ coi cái gì nên nói hay cái gì không nên nói. Nó theo tôi thì nghĩ được nhiêu đó. Dạ, cảm tạ Chúa và xin Chúa ban phước cho Kiều Anh. Thì trên nói kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác, ta ghét sự kiêu ngạo, sắc sược, con đường ác và nguyện gian tà. Dạ, những người đó Chúa ghét lắm ạ. Dạ, Chúa yêu cô. Cảm ơn Chúa. Dạ, con ngoại cô chú. Con học ạ. Dạ, anh Mai Suốt của em. Em mời anh trai. Giờ học mà phải không? Dạ, em mời anh ạ. À. Ừ. Tôi cũng học chung với ông và anh em buổi sáng nay trong Châm Ngôn đoạn 12 câu 25. Nãy giờ câu 25 thì gửi năm khó cũng có học rồi. Nhưng mà tôi học theo thì câu 25 này nói về sự lo âu trong lòng làm cho con người ta suy sụp, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Bởi vì lo gậu là lo lắng và căn bệnh xuất phát ở từ trong tấm lòng của con người chúng ta. Bởi vì lo gậu nó sanh ra bệnh tật ông bà anh chị. Bởi lời Chính Thánh cũng có nói rằng lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay, chí nao sờn làm cho xương cốt nó khô héo. Có người ta hay lo gầu về chuyện ăn gì, mặc gì, uống gì, và con cái đi học, cái đó là sự tính toán và gồ lo cũng phải. Nhưng mà mình lo quá thì sanh ra bệnh tật. Nó tại sao mà sanh ra bệnh tật? Tại vì ăn không được, ngủ không được, thì cuối cùng sanh ra bệnh tật. Cái cơn bệnh đó có thể là nó mở cửa cho ma quỷ nó vào, và xác thịt của mình nó nổi lên và ma quỷ nó vào, nó làm cho tâm linh của mình sẽ chết và tâm linh của mình sẽ tan nát và xương cốt mình sẽ bị hủy diệt. Cái sự lo gầu đó rất là nguy hiểm các bạn chị em. Thì ở trong lời Chúa Giêsu phiên á, phiên những cái sứ đồ á, phiên những sứ đồ ở trong, Chúa nói là vậy đừng lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai, sự nhọc nhằn ngày nào cũng đủ cho ngày ấy. Đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 34 đó ông bà chị. Lời Chúa Giê-xu phiên sứ đồ, các sứ đồ nói vậy đừng lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai, sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Tôi nói thẳng với ông bà anh chị em luôn, con người chúng ta hay lo lắng, nhưng mà Chúa nói là đừng lo lắng ngày mai, sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Con người Chúa chúng ta chỉ có một cái qua đời, chỉ có một cái một mà thôi ông bà anh chị em, không được hai cái đâu, đừng nên lo quá. Nhiều khi hiện nay đại dịch virus corona nó không được cái nào luôn kìa, đem như thiêu luôn đâu được cái đó đâu, đúng không? Đó là cái quan tài. Nếu mình không, mình lo quá thì cuối cùng mình chết, mình cũng được cái quan tài, không được hai cái đâu. Hả? Thì trong phi gơ nhất đoạn 5 câu số 7, Chúa nói là hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài, thì Ngài sẽ sao? Săn sóc anh em. Cảm ơn Chúa, mọi công việc của mình hãy trao phó cho Chúa đi, mọi gánh nặng mình hãy trao cho Ngài, thì Ngài sao? Ngài sẽ săn sóc ông bà anh chị em và tôi. Cảm ơn Chúa. Vì không nên lo lắng nữa. Sự buồn rầu là sự vui mừng là một phương thuốc hay, chí nào sờn làm cho xương cốt nó khô héo.
Mỗi ngày đời sống tâm linh của ta được tăng trưởng và tâm linh của chúng ta là con cái Chúa, thì thuộc linh của ta được lớn lên, thì lớn lên thì đức tin của chúng ta thì sẽ được mạnh mẽ và xác quyết mình đi theo Chúa, vì một con đích, một con đường chạy, đó là thiên đàng. Không sợ đâu bà anh chị em, đừng lo lắng nữa, đừng lo lắng về dịch tới nhà mình nữa ông bà anh chị em, đừng lo lắng về sợ chết nữa. Nếu mà mình lo mình có thể là chết trước giờ. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh trong bệnh viện tâm thần là mấy ngàn con người ta bệnh về tâm thần, về bí hơn tâm lý học nói là bị virus làm cho não bộ nó phân hối, rồi bây giờ bị nhốt vô tâm thần luôn bà anh chị em. Đó là sự buồn rầu mà lo lắng đó. Là cuối cùng bây giờ tai họa cho mọi người bị tâm thần luôn, nâu sờn luôn. Đừng có lo nữa, đừng có lo dịch về nhà mình nữa, đừng có lo gì hết trơn. Dịch chưa về mà trông cho dịch nó về nhà mình không mà. Nhiều khi tôi vô trong huyện Trần Thời đi chơi, nói nếu mà có dịch bắt nấu cơ ghi ăn luôn. Mọi người đều cười đúng không? Mình đem sự vui vẻ lại cho mọi người, cùng nhau khích lệ, cùng nhau xây dựng, cùng nhau chia sẻ. Và hãy nói điều lành, đừng nên nói điều dữ. Hãy gây dựng cho những người có đức tin và những người mệt mỏi, những kẻ nghĩa lòng, ngã lòng. Nói thì hãy nói những lời tốt đẹp, những lời gây dựng, những lời khích lệ để cho chúc phước cho những người nghe, và họ sẽ nhận được phước hạnh và họ được vui mừng. Và qua cơn đại dịch này thì tất cả danh Chúa sẽ được tôn cao và anh em chúng ta sẽ được đức tin, sẽ được lớn mạnh và cùng nhau vui vẻ. Bởi ở trong Chúa Giê-xu là vui vẻ, vui vẻ là trong là vui luôn luôn đó, là mãi mãi đó. Cái sự lo lắng mình không lo lắng nữa, chứ lo lắng gì thì ngày mai sự lo ngày mai chỉ nhập nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Mỗi ngày ông bà anh em chúng ta suy nghĩ đi, nếu mình qua đời đi có ai để cho sình đâu, cuối cùng nhà nước người ta cũng chôn mà cũng cho một cái thôi, đó là đủ cho một ngày ấy đó, đó là một cái quan tài đâu mà anh chị, không có được hai cái đâu mà lo chi cho mất công, lo chi cho nó mệt nhọc mà khổ chí. Cảm ơn Chúa vì ông Phaolô với ông Sila đó, ổng hai ông ở tù mà vẫn cầu nguyện tiếng mới, vẫn cầu nguyện bền đổ đó, lại sao từ ở trong lòng miệng mới nói ra điều gì, điều lành mọi người đều lắng nghe, mà mọi người ở trong tù đều lắng nghe hai ông. Cuối cùng hai người cầu nguyện sau, cầu nguyện hồi cuối cùng á, cửa mở luôn bà anh chị, cửa tù mở luôn, hai người đã ra luôn rồi, người tù tự do mà ông giữ ngục tưởng đâu là sợ quá, tự giận luôn đó ông bà anh chị em. Đó, nhờ cái gì? Nhờ lời lành. Bởi trong đây nói là trong đây nói là sao? Sự lo trong lòng cho làm cho con người ta suy sụp, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Một lời lành chỉ có lời cầu nguyện không bà anh chị em. Đó là lời lành ở trong Chúa Giê-xu, chúng ta là lời cầu nguyện chúc phước cho anh em của mình, lời cầu nguyện mỗi ngày. Ở trong sách Roma đoạn 12 câu 12, lời Chúa nói sao? Hãy vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn. Hỏi Chúa kêu là hãy vui mừng trong hoạn nạn, mà kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện không bạn. Đúng không? Hãy nói là hãy vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, mà bền lòng làm gì? Cầu nguyện. Hiện nay đại dịch Corona, nhưng mà mình hãy có hy vọng nơi Đức Chúa Trời, hãy cầu nguyện, hãy trông cậy nơi Ngài mỗi buổi sáng mai. Ông bạn chúng ta ngồi ở trên đây, ngồi ở trên đường dây lây này để làm gì? Cầu nguyện và tư giao với Chúa, trò chuyện với Chúa, thì đất xe ba sẽ mau chóng đáp lời ông bạn em và tôi. Thì đại dịch virus Corona này nó sẽ tan biến và đất nước Việt Nam chúng ta sẽ được nhiều người tin Chúa và danh Chúa sẽ được tôn cao, mà tất cả ông bà anh chị chúng ta sẽ được phước và được tự do và được sự hưởng phước của Chúa và được sự vui mừng ở trên đời sống ông bà anh chị em. Đừng nên lo lắng về đời này, ăn gì mặc gì uống gì nữa, hãy lo công việc của Chúa, hãy đi ra làm điều lành, hãy giảng lời Chúa, hãy làm những điều gì, những điều tốt, những điều lành, hãy làm đi. Làm đi thì sẽ qua đại dịch này thì danh Chúa sẽ được tôn cao, mà danh Chúa sẽ được đồng ra. Bởi vì lời trong Kinh Thánh nói là danh thơm tiếng tốt hơn tiền của nhiều, ân huệ quý hơn bạc vàng. Ân huệ lúc nào ông bà anh em, ngay giờ này, ngay giờ đại dịch Corona, người nào cũng cùng khốn chân. Lúc này mình cho họ, họ mới nhận được. Lúc mà họ dư rồi mình cho họ không lấy đâu ông bà anh chị em. Hãy cho họ và danh Chúa sẽ được tôn cao. Mà danh Chúa sẽ được đồn ra, chứ không phải danh của mình đâu. Mình làm là cho danh Chúa sẽ được đồn ra, mà danh Chúa sẽ được tôn cao. Thì đất nước Việt Nam của ông bà anh chị em và tôi sẽ được phấn hưng, nhiều người tiếp nhận Chúa. Thì lúc đó mình sẽ hưởng phần thưởng ở đâu? Ở thiên đàng.
Cái sự vui mừng đến với ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa vì tôi học cái lời kinh thánh này buổi sáng hôm nay. Đó là một lời lành. Một lời lành khiến cho lòng vui vẻ. Lời lành là lời sao ông bà anh chị em? Khuyên khích lệ, đừng nên nói những lời tiêu cực. Hãy nói lời tích cực, hãy lời khích lệ anh em của mình. Hãy cho những thức ăn vui mừng, hãy cho những thức ăn vui vẻ. Bởi lời Chúa nói là lòng vui mừng vốn là hương thuốc hay. Chí nào sần làm cho xương cốt khô héo. Đây là lời ở trong sách Ê-sai cũng có nói là đó là lời nói nâng đỡ những kẻ mệt mỏi và người ngã lòng. Mình hãy nâng đỡ những người mệt mỏi và kẻ ngã lòng. Ngay giờ này tất cả những người chưa tin Chúa, những người tiếp nhận Chúa rồi, nhưng mà họ cũng có khi mệt mỏi, cũng có sự ngã lòng. Chết là hết chứ gì, đúng không? Đi theo Chúa bây giờ đại dịch quá rồi, thấy người ta chết quá rồi bắt đầu sợ quá. Chết là hết gì, có gì đâu mà sợ, đúng không? Quên Chúa luôn bạn chị em, không còn lời cầu nguyện nữa. Nhưng mà mình biết Chúa, mình có hộp lên, mình hãy nhờ cậy Chúa cầu nguyện cho anh em mình, nói những điều lành, những lời gây dựng khích lệ anh em của mình. Hãy nói những lời tốt đẹp, đừng nên nói những lời tích cực, không nên nói lời tiêu cực đâu bạn chị em. Đó thì cái trong đây tôi học cho được mà đó là ba điều. Điều thứ nhất là ba điều, có ba thứ không bao giờ trở lại được. Có ba thứ không bao giờ trở lại được đó bạn em, đó là lời nói của tôi đó. Đó là không bao giờ trở lại được, đó là tên đã bay, lời đã nói ra, những ngày đã qua ông bà anh chị em. Giống như lời nói của ông bà anh chị em và tôi người Cơ Đốc nhân á, nói ra giống như tên bay vậy đó. Không bao giờ nó trở lại được ông bà anh chị em. Giống như những ngày đã qua rồi, những lời mình đã nói ra. Rồi nhiều khi con người ta nói ra, nhiều khi ở ngoài thế gian người ta nói ra sao? Nói ra rồi giống như nước miếng nhổi đất thì không bao giờ liếm lại được. Nhưng mà mình là người Cơ Đốc nhân, mình hãy nói những lời tốt đẹp, những lời gây dựng khích lệ anh em của mình. Trong Y-sô đoạn 4 câu 29 ông bà anh chị em. Hãy nói những lời tốt đẹp, những lời gây dựng khích lệ anh em của mình. Hãy cầu nguyện cho anh em chúng mình, chúc phước cho anh em của mình. Hiện nay đại dịch Yuna, nhưng mà hãy cầu nguyện chúc phước những cái điều lành đó, thì Đức Chúa Trời sẽ mau đáp lời, mau đáp lời ông bà anh chị em và tôi. Chúa sẽ mau chóng trả lời và Chúa sẽ là hành động qua tất cả ông bà anh chị em và tôi. Thì cuối cùng đại dịch Yuna nó sẽ không còn ở trên đất nước Việt Nam chúng mình, ở chúng ta nữa, nhưng mà đất nước Việt Nam chúng ta sẽ được tự do đi lại thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa vì đây là tôi học nhận xét cho đời sống của tôi học cho bản thân của mình. Mỗi ngày không nên lo lắng ăn gì mặc gì, không lo thế giới này nữa, nhưng mà hãy lo công việc Đức Chúa Trời. Hãy nói ra những lời lành, những lời tốt đẹp, những lời gây dựng khích lệ anh em của mình. Thì qua đại dịch này thì nhiều người tin Chúa nữa ông bạn chị em. Qua đời sống của ông bạn chị em chúng ta thì nhiều người được ở tỉnh Cà Mau này được cứu. Đó là sự vui mừng cho ông bạn chị em và tôi, và cho tất cả những người thân của mình, cho những người lo sợ đại dịch này nữa. Thì qua cái bài học này và qua kinh thánh này thì mọi người ông bà anh chị em chúng ta hãy sửa soạn lòng của mình để bước ra để rao giảng tin mừng, để đi cứu người, để giúp người, giúp những người giúp được thì giúp, những có ít thì giúp ít, mà có nhiều thì giúp nhiều, nhưng mà không có thì giúp lời lành là gì? Cầu nguyện cho anh em của mình, chúc phước cho anh em của mình, thì Chúa sẽ nhậm lời ông bà anh chị em chúng ta. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước lại cho tất cả ông bà anh chị em và tôi, và một buổi sáng, một ngày phước hạnh, xin Đức Chúa Trời ở cùng và ban phước, ban bình an cho cô chú và ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa, tôi xin hết. Cảm tạ Chúa, xin Chúa ban phước và chăm sóc. Vì Chúa nói sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức, còn cả ngôn ngữ khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Dạ, cảm ơn Chúa. Vì trong ngôn đoạn 12 này mới gần hết giờ, nhưng con cảm ơn Chúa lời này rất là hay. Như con nói tiếp, như cái chị anh Suốt nói, lời vô độ đâm sôi khác nào gươm. Dạ, cái lời mà nó vô độ, nó không có cái sự mà khích lệ hay là an ủi người ta, nó đâm sôi khác nào gươm trong cái trái tim hay trong thân thể của người ta. Nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Dạ, cảm ơn Chúa vì trong đây nhắc nhở và khơi động lại cho con nhớ lại là trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 24, Chúa nói lời lành giống như đàn ông ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt, phải không ạ? Dạ, cảm ơn Chúa vì cái lời lành giống như cái đàn ông ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Giống như anh Suốt nói những câu vừa rồi, lời tốt đẹp của chúng ta nó xây dựng và nó khích lệ cho mọi người, dù cho cái người đó nó nổi cơn lên như thế nào không cần biết, nhưng mình yên lặng và mình nhớ lại cái lời của Chúa dạy mình, thì con thấy con một khi mà mình đừng có cử lại với họ,
nếu mình cự lại với họ dù mình khôn ngoan cách mấy, Chúa cũng cho là ngu. Mà nếu mình yên lặng thì Chúa cho mình là khôn. Cảm ơn Chúa, con chỉ Chúa cho con dạy trong buổi sáng hôm nay và Chúa nhắc nhở con điều đó như giống như nói tiếp cái câu của anh Chúa của con ạ. Dạ, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước lại cho cô chú anh chị em. Dạ, buổi sáng hôm nay cũng kết thúc buổi học. Thì giờ này con cũng mời cô Tấm Lệ mà mình cầu nguyện kết thúc buổi học ngày hôm nay. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi xin phép được chân lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời, kính yêu của mỗi một chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con nói rằng chúng con biết ơn Ngài. Chúng con không quên ơn huệ của Ngài. Ấy là Ngài yêu thương mỗi một chúng con. Bởi ân điển bởi sự thoát của Chúa mà chúng con được ở nơi đây, được học với nhau trong phòng Zoom này qua buổi sáng để chúng con tỉnh nguyện, để chúng con suy gẫm lời của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa. Thì lời của Chúa quý hơn vàng và quý hơn vàng rạch nữa. Chúa ơi, con biết ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn phúc dầu cho mỗi một chúng con. Vì bữa sáng hôm nay, chúng con phải gìn giữ môi miệng của mình. Chúng con phải nói thì nói một vài lời lành. Chúa ơi, cho nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Cảm tạ ơn Chúa vì lời của Ngài đã đánh thức mỗi một chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Vì lời của Chúa là một người và lời một như một người cha dạy dỗ con trai của mình, con gái của mình. Thì Amen. Chúa ơi, con ơn Chúa để chúng con tỉnh thức, tìm hiểu lời của Ngài qua sự dạy dỗ của Ngài trong châm ngôn này, qua những ngày sắp tới. Xin Chúa sức giàu ban ơn cho cô Mộng Cầm, là người hướng dẫn để đưa chúng con học vẻ thật của Chúa. Lại xin Chúa cũng sức giàu cho anh chị em chúng con trong những ngày kế tiếp, để anh chị em chúng con có sự khôn ngoan thông sáng để học và suy gẫm lời của Ngài. Con tin rằng Thánh Linh của Chúa luôn luôn ở cùng mỗi một chúng con, sức giàu cho mỗi một chúng con ai nấy cũng có sự khôn ngoan thông sáng để tìm hiểu và suy gẫm lời của Ngài. Cảm ơn Chúa, con biết ơn Chúa vô cùng. Nhân danh Chúa Jesus Christ một lần nữa, buổi sáng phước hạnh này con nhân danh Chúa, con xin Chúa ban phước cho anh chị em chúng con. Phước lành của Chúa tràn ngập từ tấm lòng, từ tâm trí và từ lời nói. Anh chị em chúng con phải thay đổi sự suy nghĩ, phải thay đổi lời nói của mình để đẹp lòng Chúa. Còn ngợi khen Ngài, sự vinh hiển thuộc của Chúa, sự quay nghi, sự tôn trọng thuộc về Đức Chúa Trời của mọi một chúng con. Con cảm ơn Chúa và con dâng anh chị em chúng con trong phòng tĩnh nguyện này mỗi buổi sáng. Linh cho chính mình Ngài, nguyện xin Đức Sê Hoa Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên mỗi một chúng con. Mỗi ngày nguyện xin Ngài phù hộ cho mỗi một chúng con, cho gia đình của một chúng con. Con biết ơn Chúa. Hallelujah, con ngợi khen Chúa và con dâng tất cả chị em chúng con, dâng lời cầu nguyện của chúng con lên cho chính mình Ngài và con cúi đầu hiệp một trong sự cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa vì mình cầu nguyện chung cô chú ơi. Dạ. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con ăn hôm nay đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chỉ để chúng con sa vào xong cứu chúng con ra khỏi điều ác, vì nước, vì quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Hallelujah. Dạ. Xin Chúa ban phước sức mới và ban phước cho cô chú anh chị em. Chúa ban phước hết cho tất cả anh chị em mình buổi sáng tốt lành. Dạ. 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 Kết thúc chương trình với con. Xin chào cô chú anh chị em nha. Chúa ban phước rồi. Đây nha. Con yêu của Chúa. Chúc gặp lại nữa này. Chúc chú chúc năm chúc phước cho cô Lan, chúc phước cho Diệu Kha, chúc cho Mộng Cầm, chúc phước cho Ám Lệ. Dạ, dạ. Giờ hiếu ấm nè. Cả buổi sáng này rất vui mà rất yêu thích. Rất là cùng lắm nghe mà cùng biết chú thấy chú được điều phân phát là của chú rất hay. Chú bằng phước cái máy vi tính nó hư rồi, cái môi son cổ quét này giống như cái môi anh đỏ quá à. Tại vì cái máy vi tính nó bị chảy màu vậy đó chứ không phải là nhộm đâu.
Cảm ơn cô. Đấy, nãy giờ kêu Hương Khiêm nó sửa lại hoài mà không được. Em cũng xin phép tôi nói giờ nhỏ lời hồi nãy nói. Em cũng được nhắc trả lời như lời chú Tính hồi nãy nói. Bên thanh niên thì kêu gọi thì em gọi của cô Dung hay là của cô bé Mười gì hết á. Em ở dưới á, thí dụ cô mẹ của thầy ấy thì để rồi xa lưng để trong lòng một chương. Để kêu gọi anh chị em mình có đóng góp để coi mục sư dẫn dắt như thế nào. Của mình thì có kêu gọi rồi. Sau đó mình nhờ cậy mục sư để mục sư dẫn dắt. Chứ mình thì nghe mục sư kêu gọi mình thì mình không có cầm rồi đó. Để tôi nói ổng để thông báo cho. Từ đâu có mình đâu có làm được. Dạ, mình, thì, Chúa là nhờ cậy nhưng mình phải lãnh đạo của mình là mình chưa. Em mấy điều đó. Cảm ơn Chúa, rồi Chúa mình phước cho. Cái này nè, bye bye, gặp lại chút xíu gặp lại à. Rồi. Cô Lan nghe, nãy giờ đâu, đây không thấy. Xa nhau 3 tiếng đồng hồ nha. Bữa nay có em Hiếu nữa đó. Ấy, Hiếu đúng nha. Đúng. Có Hiếu bữa nay mới thấy nè. Chúng nó Hiếu ốm không chịu. Chúng ta xa nhau 3 tiếng đồng hồ, chúc tôi sẽ gặp lại các con cá yêu của Chúa. Rồi, xin phước hết, con cá của Chúa được sự bình an. Okay, bye bye. Thôi, xin mời mẹ Liber. Xin Liber gửi xuống Cà Mau.